là ngọn đèn sáng. Vào thời Minh, ta dùng có tên gọi Ứng Thiền. Tớ ở cái bên đang niệm Phật, đã đến canh năm rồi, bắt đầu làm việc thôi. A Phúc à, mỗi lần nghe tiếng niệm Phật của Cố Nguyên tiên sinh kế bên, thiếp luôn cảm thấy... Trời ơi, thiệt là kỳ lạ, nghĩ nhiều làm cái quái gì. Hắn niệm Phật của hắn, ta giết heo của ta. Nhưng mà A Phúc à... Trời ơi, đừng có nhiều chuyện mà, ta đi giết heo đây. Mỗi ngày vào đúng canh năm, Cố Nguyên luôn thức dậy đúng giờ, gõ gõ cái mỏ, lớn tiếng đọc kinh niệm Phật. Và ông đồ tể kế bên cũng ngay vào thời gian này tiến hành giết heo. Một hôm, tên đồ tể không nghe tiếng niệm Phật nên đã dậy trễ. Hắn đã rất giận trách mắng cô vợ của mình. Lúc đó, vợ của hắn liền nói rằng: Chàng không nghe tiếng của người tu hành đó, hàng ngày đều niệm Phật hay sao? Chỉ có mỗi mình chàng là không biết sát sinh là có tội, trái lại còn trách tiếp nữa, lý lẽ ở đâu chứ? Đồ tể nghe xong cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Lúc đó, bên tai còn nghe rất rõ tiếng niệm Phật từ kế bên vọng sang. Một hôm, đồ tể đột nhiên giác ngộ được. Cũng là người như nhau. Người ta mỗi sáng thức dậy đều tu hành niệm Phật, làm việc thiện. Nhưng còn mình, 365 nghề, nghề gì không làm, tại sao lại làm nghề sát sinh như vậy chứ? Tục ngữ có câu nợ mạng phải trả mạng, thật đáng sợ quá đi. Mình không thể tiếp tục mê muội như vậy được nữa. Không lâu, đồ tể quyết định không làm nghề sát sinh đó nữa. Lúc đó có rất nhiều đồ tể cũng từ từ đổi nghề khác. Mỗi ngày canh năm, Cố Nguyên vẫn thức dậy gõ mõ đọc niệm Phật. Một danh hiệu Phật giống như ngọn đèn trí tuệ chiếu sáng sự tâm tối trong lòng chúng sanh. Sau đó, khi Cố Nguyên sắp giảng sanh, cả căn phòng đều tràn ngập hương thơm của hoa sen. Mọi người đều rất kinh ngạc, nhưng Cố Nguyên vẫn điềm tĩnh giống như mọi khi. Ông ta từ từ nói với mọi người: Ta ngồi trên hoa sen đã hơn nửa tháng nay rồi. Ta nhìn thấy Phật A-di-đà tràn đầy khắp thế giới hư không. Cả thế giới đó toàn là màu vàng. Phật A-di-đà đã mỉm cười với ta và dắt ta, còn lấy cà sa đắp lên người ta nữa. Và ta quyết định giảng sinh nơi Tây Phương. Lúc này con trai của ông khóc và nói: Cha, cha đi rồi, mọi người phải làm sao đây? Cố Nguyên cười và nói: Con cho rằng ta sống hay là ta đã chết? Mặt trời mọc từ hướng đông và nó lặn ở phía tây, đó thật sự là hạ màn sao? Sau khi nói xong, Cố Nguyên đã chọn ra một thời gian, tắm rửa sạch sẽ, thay bộ quần áo tươm tất, ngồi nghiêm trang, sau đó giảng sinh. Hương thơm của hoa sen kéo dài suốt 3 ngày liền mới từ từ tan biến đi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.